có phải bạn đang băn khoăn không biết bắt đầu nghiên cứu từ đâu đúng không? Để có thể nghiên cứu, bạn cần có ý tưởng nghiên cứu. Hãy xem hết video này để biết được ý tưởng nghiên cứu là gì và làm sao để có các ý tưởng nghiên cứu bạn nhé. Ý tưởng nghiên cứu là một khái niệm được phát triển bởi các nhà nghiên cứu hoặc nhóm nghiên cứu như một điểm khởi đầu cho một dự án nghiên cứu đó thực sự là một chủ đề hoặc câu hỏi được đề xuất sẽ được khám phá thông qua một cuộc điều tra có tính hệ thống và khách quan. Một ý tưởng nghiên cứu tốt là một ý tưởng thú vị, liên quan và độc đáo và có tiềm năng đóng góp kiến thức hoặc hiểu biết mới vào lĩnh vực nghiên cứu. Quá trình phát triển một ý tưởng nghiên cứu thường bao gồm xem xét tài liệu và nghiên cứu hiện có trong lĩnh vực quan tâm, xác định khoảng trống hoặc câu hỏi chưa được trả lời và đặt ra câu hỏi nghiên cứu hoặc giả thuyết ý tưởng có thể được tinh chỉnh thông qua các cuộc thảo luận với đồng nghiệp chuyên gia trong lĩnh vực hoặc các tham gia nghiên cứu tiềm năng khi một ý tưởng nghiên cứu đã được phát triển nó có thể được sử dụng để tạo ra một đề xuất nghiên cứu mô tả các mục tiêu và phương pháp cụ thể của nghiên cứu cũng như các kết quả dự kiến và tác động tiềm năng một ý tưởng nghiên cứu được sáng tạo tốt là nền tảng của một dự án nghiên cứu thành công và có thể dẫn đến các khám phá quan trọng tiến bộ kiến thức và cải tiến trong thực hành hoặc chính sách. Việc tìm ý tưởng nghiên cứu có thể là một thách thức khó khăn, nhưng có nhiều chiến lược mà các nhà nghiên cứu có thể sử dụng để tạo ra ý tưởng. Dưới đây là một số mẹo để tìm ý tưởng nghiên cứu. Một xác định sở thích của bạn, bắt đầu bằng cách xác định các lĩnh vực mà bạn quan tâm. Hãy suy nghĩ về các chủ đề mà bạn thấy hấp dẫn và xem xét các lĩnh vực mà bạn có chuyên môn hoặc kinh nghiệm. 2. Đọc rộng, dành thời gian đọc nhiều nhất có thể các tài liệu trong lĩnh vực quan tâm, có thể giúp bạn tìm ra khoảng trống trong nghiên cứu hiện có và tạo ra ý tưởng mới. Bằng cách thường xuyên đọc các bài báo nghiên cứu, sách và các xuất bản khác, bạn có thể cập nhật các xu hướng hiện tại và xác định các lĩnh vực cần thêm nghiên cứu. 3. Tham dự hội nghị và hội thảo Tham dự hội nghị và hội thảo là một cách tuyệt vời để tìm hiểu về nghiên cứu mới và kết nối với các nhà nghiên cứu khác. Những sự kiện này thường có các diễn thuyết chính, thảo luận nhóm và trình bày bản mẫu, có thể truyền cảm hứng cho các ý tưởng nghiên cứu mới. 4. Hợp tác với người khác, hợp tác với các nhà nghiên cứu khác có thể giúp bạn tạo ra các ý tưởng nghiên cứu mới và mở rộng kiến thức của mình. Làm việc với đồng nghiệp có kỹ năng khác nhau cũng có thể giúp bạn tiếp cận các câu hỏi nghiên cứu từ nhiều góc độ khác nhau. 5. Tìm kiếm sự tư vấn từ cố vấn tìm kiếm sự tư vấn từ cố vấn hoặc người hướng dẫn để giúp bạn xác định khoảng trống nghiên cứu và tạo ra ý tưởng mới. Họ cũng có thể giúp bạn hoàn thiện ý tưởng và cung cấp phản hồi cho đề xuất nghiên cứu của bạn. Hy vọng bạn đã đã hiểu được ý tưởng nghiên cứu là gì và biết cách bắt đầu tìm ra ý tưởng nghiên cứu. Tôi sẽ dừng video tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo, đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ video này để các đồng nghiệp khác có thể biết về điều này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại để lại trong phần bình luận bên dưới. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại bạn. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.